Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ unbox một cái đồ chơi xe ô tô ha. Cái này là cái mặt đèn LED chiếu gồng. Nói chung trang trí thì nó cũng vui lắm. Shop đóng gói hàng thì cũng khá chắc chắn ha. Cái kiện hàng này thì khoảng 100.000 thôi. Và được tất cả các anh em đánh giá về cái sản phẩm này thì cũng rất là cao. Công nhận shop gói hàng thì cũng chất lượng phết đó. Các anh chị nhìn thấy hình dung sản phẩm cũng nhìn khá là đẹp ha. Đây là cái mặt đèn LED bao gồm cái cục adapter và cái dây của mặt đèn LED. Khá là đẹp ha. Rồi thì chúng ta tiến hành cấp nguồn cho cái bộ mạch đèn LED này ha. Thì đây, tất cả các bạn nhìn thấy cực kỳ đẹp luôn, nhấp nháy theo màu nữa. Ở đây thì chúng ta có cái keo 3M. Thì giờ chúng ta thích dán chỗ nào thì chúng ta dán vô thôi. Chúng ta dán ở đây, dán ở đây, dán ở đây. Thì ở đây thì cái bộ này thì người ta thiết kế là dán dưới lưng ghế, dưới cái lưng ghế. Và khi chúng ta nhìn thấy là nó sẽ nằm ở dưới gầm như vậy nè. Đó. Một bộ như vậy đó, nằm dưới gầm. Và chúng ta cũng có cái remote điều khiển. Ở đây nó có chế độ nhấp nháy nhảy theo nhạc. Nó có một kiểu nè. Nhảy gồm màu. Anh bóc cái này coi xem nó có pin hay không. Đúng rồi, muốn xài được là phải rút ra đây, rút cái cục pin ra. Hồi nãy mình bấm nó không ăn. Đó, nó ghi gì là cục pin nó vô như vậy nè. Đó, giờ nó mới tắt nè, thấy không? Hèn chi nãy mình bấm remote tắt cái đèn mà tắt không được. Ở đây nó có một cái chốt chặn nha mọi người. Đó. Khi gài vô là bấm được nha. Khi mở nè. Đấy, mở lên nè. Red nè. Màu xanh nè. Blue nè. Trắng nè. Màu vàng nè, yellow nè, màu cam, màu vàng, có cái màu xanh nữa nè, có màu xám nữa, nó có màu này sáng tối nữa, hay nhỉ? Nói chung là nhiều màu lắm, nhưng mà thật sự ra xài được có 4 màu thôi, red, màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh da trời với màu trắng thôi, on off. Nhạc thì bấm lên. Nó đổi màu này. Đó, mọi người thấy đổi màu không? Nhìn kỹ mọi người thấy nó đổi màu không? Đấy, đổi màu này thấy không? Quá đẹp luôn. Đó, đổi màu đỏ nè. Đó, màu xanh nè. Đấy, màu xanh. Quá đẹp luôn. Tuyệt vời ha cả nhà. Sáng tối như thế nào? Cái này đủ sáng nè. Cái này tối nè. Đó, rồi, nói chung rất là ok không cả nhà. Chỗ này là cái chỗ gắn pin ha. Cái bộ nó bao gồm 4 cái đèn, có dây, một cái adapter và cái cọng dây này dài khoảng 1 mét so mỗi cọng ha. Nguồn thì nguồn xài cái nguồn một chiều 12V ha. Ở đây là mình có ghi đây.
output DC 12V ở đây ha. Output cho 3 line 3X. Nói chung tầm về thì cũng rất là được rồi ha cả nhà. Và cái này là cái nguồn nè. Vậy là không những không riêng là xài bằng cái nguồn DC 12V mà chúng ta cũng có thể dùng cái cục sạc nữa ha. Thông qua cắm USB thì chúng ta cũng có thể ghim bằng cục sạc ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video. Xin cảm ơn.